Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố phần bổ sung báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2017. Theo đó thì tăng trưởng Việt Nam được điều chỉnh tăng lên 6,7% trong năm 2017 và 2018, cao hơn dự báo công bố trước đó, lần lượt là 6,3% và 6,5%. Mức tăng trưởng của Việt Nam theo dự báo của ADB cũng cao hơn nhiều so với mức trung bình các nước trong khu vực. Thay đó, thì mức tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á được ADB dự báo sẽ đạt 5,2% trong năm 2017 và 2018. Mức tăng trưởng kinh tế của châu Á sẽ đạt 6% trong năm 2017 và 5,8% trong năm 2018. Theo ADB, thì trong 3 quý đầu năm 2017, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,4% so với mức 5,9% của cùng kỳ năm trước nông nghiệp đã phục hồi và tăng 2,8% trong 9 tháng đầu năm do hạn hán bất nặng nề tại đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Công nghiệp và xây dựng vẫn duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp sự sụt giảm trong lĩnh vực khai khoáng và dầu thô xuống còn 8,1% trong nửa đầu năm nay. Lĩnh vực chế biến chế tạo có sự gia tăng mạnh mẽ, lên tới 12,8% trong 3 quý đầu năm 2017, mức tăng trưởng cao nhất của ngành này kể từ năm 2011. Ngành dịch vụ cũng tăng trưởng mạnh 7,3% so với mức 6,7% cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào sự bùng nổ của ngành du lịch và hoạt động ngân hàng mạnh mẽ. Trước ADB, Ngân hàng Thế giới cũng đã nâng mức đánh giá tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2017 từ 6,2% lên 6,7%.